Vâng, xin chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video này. Thứ nhất, ngày hôm nay mình giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn là một nhà vườn rất đẹp nha mọi người. Khoảng cách từ đây chúng ta đi ra tới đường quốc lộ 14A thì chúng ta chỉ mất khoảng 3,5 cây số thôi nha mọi người. Và cái tuyến đường mà chúng ta di chuyển ấy là đường cấp phối, đường đất. Mặc dù vậy thì vào ngày mưa lớn thì chúng ta vẫn vào tới tận vườn được nha mọi người. Thổ đất mình giới thiệu ở đây thì bám khoảng 300m mặt tiền đường đất này nha mọi người. Đường này là đường đi chung của làng của xóm, đường thông, đường nối liền giữa huyện Đắk Song và huyện Đắk Min nha mọi người. Thì vị trí chính xác của thửa đất này nằm tại xã Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông nha mọi người. Trên mảnh vườn này thì đã có sẵn nhà tạm, nhà được xây và tô rất là bài bản nha mọi người. Không gian bên trong thì cũng rất là thoáng. Ngoài phòng khách thì chúng ta còn có gác xếp ở phía trên để ngủ nghỉ nha mọi người. Nói chung thì với cái ngôi nhà này, nếu như cô chú, anh chị hay bạn nào chúng ta chưa có nhà ở thì chúng ta vào đây chúng ta ở tại vườn luôn được nha mọi người. Bởi vì không gian bên trong của ngôi nhà và diện tích của ngôi nhà cũng khá là rộng rãi để cho chúng ta ở, chúng ta làm ăn và sinh sống nha mọi người. Chúng ta có gác xếp, có không gian ngủ và có cả không gian tiếp khách nữa nha mọi người. Mảnh vườn này thì có tổng diện tích đất đang sử dụng thực tế là 28.000m2. Diện tích đất đang thể hiện trong sổ là 26.000m2. Chúng ta tới chung hồ với một bác hàng xóm nữa nha mọi người. Mảnh vườn có thế đất tương đối thoải nha mọi người. Chúng ta có thể di chuyển và đi lại dễ dàng ở trong vườn mà không biết mệt nha mọi người. Mảnh vườn có thế đất thoải nhẹ, chất đất là đất đỏ ba gian. Chất đất này thì cực kỳ màu mỡ và tơi xốp nha mọi người. Hiện trạng thì trên mảnh vườn này bác chủ nhà cơ bản đã phủ kín hết cây trồng rồi nha mọi người. Bao gồm có cà phê, hồ tiêu và sầu riêng. Sầu riêng thì ít, rơi vào khoảng 40 cây nha mọi người. Còn đa phần đó là cà phê. Cà phê chúng ta có 2.500 cây cà phê. Và trong đó thì có hơn 1.000 cây đang cho thu hoạch chính và cho thu hoạch mạnh. Cà phê như thế này thì chúng ta có 1.500 cây nha mọi người. Cà phê được bác chủ nhà trồng thẳng tắp, hàng theo hàng, lối theo lối cực kỳ đẹp. Còn hồ tiêu thì chúng ta có khoảng 1.000 trụ hồ tiêu đang cho thu hoạch chính nha mọi người. Nói chung với mảnh vườn này, khi mà cô chú, anh chị và các bạn chúng ta bước vào thì chúng ta đứng ở đường, chúng ta quan sát được toàn bộ vườn của chúng ta nha mọi người. Và hơn thế nữa, cây trồng của mảnh vườn này đa phần là những cây trồng tơ, cây trồng mới bắt đầu cho thu hoạch, mới chớm cho thu hoạch nha mọi người. Mua mảnh vườn này thì chúng ta được thu hoạch cực kỳ lâu dài nữa nha mọi người. Cà phê và hồ tiêu của mảnh vườn này chúng ta không chê ở điểm nào nha mọi người. Cà phê rất là đẹp, trồng thẳng tắp, hàng theo hàng, lối theo lối. Khoảng 1.000 cây cà phê của chúng ta là đang cho thu hoạch chính nha mọi người. Đây này, những cây cà phê mà cho thu hoạch chính thì mình đang quay để gửi tới cô chú, anh chị và các bạn chúng ta thấy được năm nay lượng trái sai cỡ nào nha mọi người. Cà phê năm nay thì sai chịu quả nha mọi người. Đặc biệt là khoảng 1.000 cây cà phê lớn này nha mọi người. Trái tệt không lấy trái. Ở phía bên kia, tức là phía bên kia cái đường đi vào ngõ của chúng ta ấy, đi vào nhà ấy, thì chúng ta còn khoảng 1.500 cây cà phê bước vào năm thứ 3 và năm thứ 4 nha mọi người. Thì cà phê đấy mới bắt đầu cho thu hoạch, cho nên sản lượng sẽ ít hơn so với phần cà phê bên này nha mọi người. Tới đây thì mình cũng xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta nắm được. Tổng diện tích đất đang sử dụng của mình vườn này là 28.000m2, tức là 2 hecta. Còn diện tích đất đang thể hiện ở trong sổ là 26.000m2, tức là 2 hecta. Mảnh vườn nằm tại xã Thuận An, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, nằm giáp danh với lại xã Thuận Hạnh của huyện Đắk Song. Khoảng cách từ mảnh vườn đi ra tới đường quốc lộ 14A thì rất là gần, chỉ khoảng 3,5 cây số. Và đường thì xe du lịch chúng ta có thể vào tới tận vườn nha mọi người. Mảnh vườn thì có hồ tưới chung với lại một bác hàng xóm nữa thôi. Ống tưới thì đã được bác chủ nhà chôn sẵn hết rồi. Trên mảnh vườn thì có nhà tạm xây khá là kiên cố và chắc chắn. Mảnh vườn có hồ tiêu và cà phê bao đẹp luôn. Cà phê thì chúng ta có 2.500 cây cà phê mới. Một số thì cho thu hoạch là bước vào năm thứ 5 và đang cho thu hoạch chính. Còn một số thì bước vào năm thứ 3 và năm thứ 4 nha mọi người. Hồ tiêu thì chúng ta có 1.000 cây hồ tiêu đang cho thu hoạch chính. Mảnh vườn của chúng ta thì có thế đất bằng phẳng, nước nôi đầy đủ. Và đặc biệt hơn đó là ôm tới 300m mặt tiền đường đất nha mọi người.
Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 2 tỷ 750 triệu. Mức giá này chỉ bớt lọc lá nữa thôi nha mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn, chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở góc bên trái màn hình. Thông qua số điện thoại này thì mình xin được gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về sổ sách, đồng thời cung cấp tuyến đường tốt nhất để cô chú anh chị và các bạn chúng ta tới được vườn. Và chắc chắn rồi, khi tới được vườn, cô chú anh chị và các bạn sẽ không muốn la về nha mọi người. Một mảnh vườn có cây trồng quá đẹp và thế đất thì không chê ở chỗ nào mọi người nhé. Cà phê được bác chủ nhà trồng thẳng tắp, hàng theo hàng, lối theo lối, đẹp như trong mơ. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú anh chị và các bạn chúng ta phải quan tâm đầu tư nha mọi người. Với mảnh vườn này thì trong vòng 1 đến 2 năm tới thì phải nói khi mà cây trồng vào độ thu hoạch chính hết thì mảnh vườn này chúng ta có một nguồn thu cực kỳ lớn nha mọi người. Đây là toàn bộ hồ tiêu của chúng ta nha mọi người, với khoảng 1.000 trụ đang cho thu hoạch như thế này. Và hồ tiêu của mảnh vườn này cũng là hồ tiêu tơ nha mọi người, hồ tiêu mới phổ trụ, bắt đầu bước vào thu hoạch chính nha mọi người. Cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một nhà vườn với hai loại cây trồng chủ lực, đó là hồ tiêu và cà phê. Và quan trọng hơn, đó là cô chú, anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm cho mình một mảnh vườn có thế đất bằng phẳng, bám nhiều mặt tiền đường và gần trung tâm trường chợ, gần ngã ba buôn bán. Thì cô chú, anh chị và các bạn hãy nhanh chân để đi tới mảnh vườn này để chúng ta thăm vườn, thăm đất và gặp gỡ bác chủ nhà, và chúng ta thương lượng về giá nha mọi người. Mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta phải quan tâm đầu tư. Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất mà mình muốn giới thiệu tới cô chú, anh chị cùng toàn thể các bạn chúng ta tham khảo ở trong video này. Xem xong video, cô chú, anh chị và các bạn chúng ta cần thêm thông tin gì nữa thì cứ vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở góc bên trái màn hình. Đây là một trong những cái mảnh vườn bước vào chúng ta không muốn ra về, một mảnh vườn cực kỳ đẹp. Không chỉ đẹp về đường đi, lối lại, đẹp về thế đất mà còn đẹp về cây trồng nữa nha mọi người. Một mảnh vườn xứng đáng để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta phải xuống tiền nha mọi người. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú, anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú, anh chị cùng toàn thể các bạn ở những video tiếp theo.